đó mọi người. Tại vì như này thì bây giờ là 2:30 sáng, tụi mình đang có một cái lịch hẹn đó là đi chơi, thì đi đâu thì mọi người sẽ theo chân tụi mình nhé. Sợ từ 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 từ
từ từ thôi sợ quá, thấy bự quá sợ. em sợ từ từ thôi nha. Đâu mấy cưng sợ mà chết rồi. Thôi anh ảnh người cái miệng kìa. Đâu mấy cưng đập cái ngay. Làm gì đâu anh, ê cầm cái này anh cầm quay cho em với. Rồi sao liếm kim ta bà nội. Dạ con gì? Mấy không biết tại của thằng kia. Con gì? Con gái. Rồi hàng chi trời một đám nè. Chết rồi. Tự ơi xếp hàng đi, tự ơi. Em vẫn còn sợ. Chết em một bé lắm, em chết em để em thở. Mà em dập quá em chết. Mấy anh trai này là thấy em là con gái con đứa đó. Anh thả ra sao anh chạy đi. Anh chạy đi, chạy đi. Làm gì đâu. Hoảng loạn liền. Quá trời con trai dí theo rồi. Tụi mình cuối cùng đã tới homestay mọi người ơi. Bây giờ sẽ là check-in và những con những... Đúng. Cái tên hả? Đây là check-in. Tinh thần nó ảm với cảnh hậu. Let's go. Trời ơi, trời ơi. Do biết rồi nha, cuộc sống do sống nha. Đang ở đó. Hậu ơi, cuộc sống anh ổn luôn hậu. Hậu ơi, nó khỏi rồi. Âm chung như này bơm nệm rồi xong hết rồi đó. Vậy thì chúng ta là gì? Chúng ta là lũ quỷ ở tận rừng xanh, ở tận núi cao. Chúng ta là đau quá rồi.
ghê nha. Nó ủa sao tụi mình đâu có clear đâu. Gấp đi, gấp đi. Bỏ đã đi. Còn gấp của tao nữa. Anh đang sống vậy hả? Ôi cưng chiều chưa. Ủa rồi con trà sữa có uống gì không? Ăn gì không? Trời, ngon lắm. Trời ơi, mày đem đi. Cái thứ biết rồi. Ăn, đi ăn uống mà giống như đi đi còng lại. Biết gì? Cho Dung đi đuổi được không ạ? Nó khác nhau. Nó khác gì với thịt bởi. Hai mà nó khác nhau. Ăn. Giúp đi. Ngon nè. Ăn bọn là không dưỡng. Cho né né qua cho mày Dung lên cho con cá hồi biết bởi nhà thứ. Tử. Gái. Anh em nướng cho con của anh. Nướng cho nó hàng như cầu gì? Đồ chan. Nướng cho nó hàng như cầu gì? Giúp cái này em chơi đựng chai với anh. Nướng đựng chai hả? Cheese. Thì đúng rồi. Ủa anh muốn này hả? Không. Cheese. Tối nay ba nay mình quậy banh cái la la. Đúng rồi, phải xỉn luôn, không xỉn luôn. Em bị mất cái con cá hồi rồi. Ai? Anh nói thèm rồi. Em không nói anh Thái lụm con nữa. Trả lên cho Thái kìa. Lại, thay từ. Từ từ từ, đưa mẹ. Kèo chứ. Thôi vậy đứa nhầm khen nó cầm đúng. Đứa nhầm khen nó cầm mới thầm nè. Thôi, để kèo xuống mấy cha thiệt chứ chế thì. Đang thử nó, đang thử độ dậy của nó, đang thử độ dậy của nó, đang thử độ dậy của nó, coi nó làm hay không. Nghỉ ăn luôn. Nghỉ ăn luôn nè. Thái nghỉ ăn nè, gấp hai cục cao đây. Thôi thôi, mình chuyên nghiệp là mình không có gấp cái gì hết á. Kèo xuống rồi lần. Đừng có để cho phỏng ai hết à. Đây vậy ta. Nè nè. Thấy hiện nè. Ui, có gì mới ăn. Chắc rồi ăn. Yeah, ngon ngon ngon. Chỗ. Yumiya. Chỉ đầu rồi. Trời trời, này đâu có nè. Chú rồi chú rồi bây giờ. Chị nghe bên đây mà đợi ký đầu. Bo ghê. Ký đầu mày nghe chưa? Mấy là kiểu mấy đứa nhỏ 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 chuyện vui vậy. Sau 4-5 năm rồi mọi người ơi. Trời ơi nó tuyệt gì đâu á. Đây. Ở đây là mấy bạn chó để chụp hình nè mọi người. Mọi tiếng đây. Ba nè. Ba nè. Ba ơi nhìn đây. Con nhìn đây con. Ai thiếu làm. Thiếu làm chiến xe đua rồi các kiểu rồi ba tin rồi chứ. Lạnh quá. Lên nhà em đưa lên cho em quay lại. Kêu lên nhà đúng không? Là vậy nè. Lên nhà là em lên theo, theo xuống em quay lại. Rồi bạn muốn làm gì nè? Một chút review nhỏ nhỏ. Mày thấy view? Thấy không? Thấy không? Thấy 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 thấy. Mình đang ở Đà Lạt và mình ăn bánh tráng nướng. Rất là tuyệt luôn. Tí nữa nó chết tuyệt mọi người. Nghe mấy bạn chạy công an. Phải đi theo mấy bạn. Đó là lạc với cái không, phải thấp thấp gì nó mới đẹp ba. Hút. Hút cái tầm ánh sáng che nó chị ơi. Kệ luôn. Dạ trong năm có đó thôi. Thấy không? Giờ mình bỏ đá vô ly này cho con được không cô? Được quá. Mình bỏ đá vô ly này cho con được không? Không đâu. Thái Quân cũng biết kia rồi. Cũng gì? Cùng đem ghép tóc. Còn còn miếng này. Đem 1, 2, 3 và... Anh này anh vừa anh vừa anh vừa xuống cần nam. Anh vừa bị gì mà không nói, mọi người tự nhận xét nha. Đây. Chúng ta sẽ ăn món bò lá lốp với lại sữa đậu nành. Đây, thôi lỡ đậu bò món mới. Dạ. Món mới đó. Ok, anh Yên có anh Yên có đi không được ăn được không đủ nè. À ly qua không hả? Ừ. Để đi mới còn đi không? Còn đi đá không? Không. Đá. Anh đi niên đi chụp máy tính rồi. Ôi trời ơi. Có lợi có để đá đó. Cái này cười thiệt mà nha mọi người. Cái đá cười xạo. Thôi đừng nói nữa. Ủa gì vậy chị gửi cho em clip này. Rồi chuẩn bị bỏ quên lại nè mọi người. Chắc chứ mọi người luôn á. Đó chuẩn bị quên lại nè. Đó. Rồi. Chuyến xe đưa luôn mọi người ơi. Qua TikTok rần rần nãy giờ nè. Đưa bắt đầu xuống sân xuống sáng
nào mình giữ được á. Ghê quá à. Chết mẹ. Cái này bao nhiêu một chiếc ạ? 50 ngàn tệ, 20 chiếc. Ờ, nó chứa được trọng tải nhiêu ký vậy? Anh phải một xe mình thay riêng chơi được không hay là thay? À, thôi dùng 2 chiếc đi. Tiền đi ạ. À? Giúp đi ạ. À? Chiếc nào ngon nhỉ? Mời đồng chí. Mời đồng chí chọn xe. Được, vậy được. Vì mình quá thích cậu rồi, phải làm sao, phải làm sao. Vấn đề là chìa khóa ở đâu, ở đầu đâu, đâu đâu. Hello, bây giờ tụi mình đang ở ngoài lá é đây. Vậy chưa nắng? À nhưng không nắng nắng nha, tại vì Hà Nội ở quên, Đà Lạt mà có gì đâu nóng. Nắng méo đâu rồi hả? Ừ, là gì nắng lại xe xe. Ở lại với em ăn quá kìa.
cửa rồi đúng không? Đây cửa chùa. Ai gửi tay sửa chữa tóc qua đợi xíu anh nghỉ xíu. Đỡ thôi, nóng là đỡ rồi, nhưng mà nãy chạy nghe kêu dữ lắm, giờ một là được không mà đẩy chứ không có vụ lưng lửng nữa, có lưng chừng lên thử thả. Ăn rồi. Rồi đi xuống cái sửa sớm. Rồi để mà thôi, muốn nghỉ xíu. Chia đồ bớt đi. 10 phút. Xe nào chở chia đồ bớt đi. 10 phút đủ để em bay flycam luôn. Chở bạn kia đi. Ok. Đây, let's go. Hình như là bị lát chậm mấy giây. Được không ạ? À? Bắt đầu chị nặng quá à. Đẩy xuống phụ em à. Đồ chị, đồ em, tại bị đồ mệt ghê ha. Đó. Tại đồ chị á, đồ em nghe hiểu. Trời ơi, có cái té nha bạn ơi. Anh bỏ cái chìa khóa em vô cái xe anh đi. Ok. Đúng không? Gần hơn á. Anh đang chở rồi. Có sự công cần. Có sự pha xử lý công cần. Đi bộ túi ra đây. Hơi động trước khi cắn chạy. Đúng rồi đó. Thì bật đi. Rồi bây giờ thì tụi mình sẽ đi lấy lề của mình và set up. Tối nay tụi mình chơi với cái team có thêm hai bạn mới đăng ký của cái chỗ này. Xong rồi có một cái bạn ở homestay bữa đầu tiên mình ở, thì cái bạn đó cũng đi theo tụi mình, đi chung với tụi mình luôn. Ok, đây là lề của mình. Và cái này khá là nặng. Nhưng mà mình phải cái này sao nó lạ vậy chị? Ừ, nghiên cứu sao mà ráp đi. Đúng rồi, rồi dựng lại. Cái đơn giản nhất có thể đó. Dựng hai cái cây dài lại một cái. Thôi để người ta tự làm đi. Không bé nó không biết là chị. Hướng dẫn rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Bình lực cân bằng. Má chế với chào quá mà. Đúng rồi. Rồi đặt cái. Nhưng mà vậy làm sao mà gọi là đúng nhỉ? Ơi hoàng người đó vậy. Vậy làm sao mà gọi là đúng mà là đúng. Tại đó. Mọi người muốn kia em lắm. Cái kia vô. Em muốn quay. Hai. Ba. Giờ hai là ba nó có chạy gì đâu. Ủa sao hai nơi mở nhạc khác nhau vậy? Chưa vô. Mở cái vỏ ra mà không thấy cái khung sườn của cái lề đi chết. Rồi chắc còn đại tận cương. Thiệt chứ. Trời may mắn nha quý vị. Ê Dung ơi. Dạ. Có thể mình sang ngang xíu không? Quay muốn sao? Anh muốn. Để cái mặt anh ở đây đi mà. Anh nhìn đá vậy thôi. Nào, quay xíu quay nè. Chắc để xíu quay. Ủa anh đắng cái cây nào văn lều vậy? Hai cây đó kết cục một đoạn ra. Trời ơi, có không anh cũng không cần. Ấy em lấy em chịu cái chai xịt trong cái ba lô. Đâu quá nhà. Bye.
có bước qua đây đi. Khúc dưới này có con chim này. Cái nắp này này, này, này. Con chim nằm giấc này nè. Nó đầu thổi giấc á, chim gì gì á. Không, có con sóc ngon hơn. Con sóc tôi biết. Ô, ok. Ô, em xin lỗi. Mình cũng đi chị. Trời ơi, bỏ đoàn vô chén đi xong mình cũng. Đúng rồi. Từ hôm qua đến giờ tàn quay TikTok rồi đó. Hảo hán. Bỏ đoàn vô chén cùng đi mọi người. Em lên YouTube hoặc là em lên TikTok là cộng dưới này. Sao anh? Mình mời xuống dưới đất là chụp cái bàn đó nha. Xin mời các bạn. Ok, chào mình so một chút xíu rồi. Đúng rồi. Ừ, thử đi anh. Mở ra hay làm sao? Không. Không, bây giờ anh mình lại trực tiếp luôn chứ. Thử, anh nói thử xem. Hỡi lũy tre làng, hãy chiến đấu cùng ta. Yeah. Hay quá. hai cái người khác nhau đúng không? Idol. Idol. Nãy giờ khác nhau rồi đó. Nói giọng Nobita. Nhiều cái đi. Đó là anh làm đó. Nhiều. Rồi anh còn lòng cái gì nữa? Abby là lòng cái gì? Là chồng bắt. Nó cái nói gì vậy? Thử luôn anh, bệnh gì cử. Bờ cõi này là của người Việt. Trời ơi. Anh xem như là cái hoạt hình của quán trung gì đó đúng không? Nhắc chồng không. Nghe đi quân. Từ nay sẽ tích cực chơi game. Anh sẽ nghe anh chẳng phải đều đều. Ủa, vậy là anh lòng tiếng cho hai nhân vật phụ khác là cái gì đó? Yeah. Anh và đời bằng đại lộ, còn anh và đời bằng lối nhỏ. Yeah. Anh nhớ mình đã từng thổ lộ, anh nhớ rằng em đã chối bỏ. Yeah. Anh nhớ chuyến xe buổi tối đó, trên xe chỉ có một người ngồi. Thì nó nhưng mà em vẫn bị phản ứng chậm thấy chưa? Nhưng mà tốc độ phải nhanh. Nhanh hay chậm hơn? Rồi lại nè, em uống chưa? Uống mà đừng bim đinh. Không, rồi. Hai và bên. Bang. Bon. Chậm quá. Bon, thế luôn. Bon. Bữa sẽ nhanh thì chưa đó. Không có chưa. Thì đó cho cho lên gọi là phản ứng. Bác thì uống xong uống yêu. Ủa, là uống rồi nó. Bên. Bên. Bên đừng chỉ tao chi vậy. Ủa, bây giờ ai nói chả được. Bây giờ ai nói từ đầu chả được. Chứ bây giờ chị này biết thì biết người bên cạnh nói rồi. Nhưng mà bây giờ cũng kiểu giống như đêm số. Cũng giống như đêm số. À uống xong rồi ai nói ai kêu pin. Ừ, ai kêu pin lần. Đọc đi. Nào sao? Để chung thì cho hai người đó uống. Đọc đi. Thì Bon đúng không? Hiểu rồi đúng không? Kể lại nè. Bin. Bon. Tất cả bà này mới bị cái câu đi ba lần á. Men rồi. Bin. Bon. Bon. Bin. Bon. Bin. Bon. Sao cứ hèn kỹ vậy ta? Bin. Bang. Bon. Rồi, bang mà chỉ uống cho bạn. Bang mà chỉ. Bang mà chỉ uống nha. Trời, hãy đi nè. Rồi, rồi làm cháu nè. Bin. Sụp cái bàn. Sụp bàn. Bắp. Bắp luôn. Không. Ủa bà, đang lên. Thế người mà vừa uống là người hô được hô đi. Ờ, thì bên người đã bị thiệt thòi nên nó được uống. Đâu, đủ đâu luôn. Không phải đâu không vui. Nói vậy. Ờ, đấy không vui. Em đã biết. Thôi để người ta uống xong đã rồi mình nói. Uống lấy nè. Bèn. Bon. Bình. 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 Hai đứa luôn, hai đứa luôn. Bình. Bình. Bon. Chị chào uống luôn. Chị luôn. Cái bon mà nói vậy là sao đó. Oh,
taxi mà không giới thiệu, chưa vô đã hát rồi không biết. Đủ lần Panasonic Grand Prix. Lại nè. Vô hiệu hóa 99.99%. Lại nè. Giờ là cuối cùng. Ngày hôm nay thì hy vọng rằng mọi người sẽ góp những lời ca tiếng hát của mình để cho chương trình của chúng ta trở nên vui vẻ và hấp dẫn hơn. Giờ thời gian xuyên nên còn bao nhiêu như chuyện vừa qua, chuyện thời nhưng vẫn chưa bàn tay tay vẫn vừa say. Và dù ta cũng có được chia ly một ngày người mới. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Để xem nào, bây giờ là 11 giờ kém và tụi mình đang lục đục nồi niêu xoong chảo để chuẩn bị set up cho ngày mai. Mượn cái đèn. Dạ. Sáng dậy thì chỉ có chiêu thôi. Vậy để mình set up xong mình sẽ quay sơ sơ cho mọi người coi nha. Chị cầm cái não của chị. Cảm ơn nha. Ngoài nhìn đây, mình sẽ review sơ sơ xe mình. Đây, cái não của mình. Đây, con chiến mã của mình. Đây, là những gì mình đã sống sót và sinh tồn vào những ngày qua. Tất tần tật, đây đây, hay quay một vòng. Để em thôi quay trước nó ít lắm. Đây, xương xương 3-4 cái lều. Đây, tôi không nói đồ chị tôi đâu. Ít lắm. Mình bả ra cái đồ bả bằng trọng lượng ký mình. Mang cả thế giới. Đó không? Rồi lấy chung 2 lèo rồi mày, 3-4 cái lèo vô đó xả xạo mày. Để em review chân thật okay, xíu. Ok, thì bây giờ tụi mình đã dọn xong lèo và bây giờ tụi mình sẽ xuống cà phê của nông trại thỏ để chơi một xíu, tắm rửa, thay đồ, các kiểu. Xong rồi tụi mình sẽ đi ăn và về Sài Gòn. Là chúng ta sẽ chuyển qua đây lựa phụ kiện cái gì nữa.